mọi người đã đến với channel của Ngọt. Hôm nay Ngọt sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mà chuyên sâu làm sạch da, bước đầu tiên luôn nha các bạn. Đó chính là bước thứ hai chứ không phải là bước đầu tiên. Bước đầu tiên là chắc chắn là bước tẩy trang, còn bước thứ hai là sữa rửa mặt nha các bạn. Sữa rửa mặt, nhưng mà hôm nay đặc biệt một cái là Ngọt dành riêng cho các bạn da nhạy cảm, da mụn, thường xuyên có mụn và da đang mụn rất là nhiều. Thì cái sản phẩm này là rất tốt cho da, cho các bạn da mụn nha các bạn. Rồi, mụn trứng cá, mụn cám, mụn đỏ, mụn đầu đen luôn nha các bạn. Đầu tiên Ngọt xin giới thiệu với các bạn biết là dòng sản phẩm này, sữa rửa mặt Centafeel. Thì sản phẩm Centafeel này là được sản xuất tại Canada luôn nha các bạn. Hàng xách tay Canada, Ngọt bán hàng xách tay Canada nha. Là xách tay trực tiếp Canada về nha các bạn. Đây, một chai như vậy là 118ml nha các bạn. Đó, đây bao bì này Ngọt có để giá luôn nha. Ngọt bán đi bán lại luôn, bán nhiều khi mà cháy hàng không có mà sử dụng luôn đó các bạn. Thì cái sản phẩm này nó ít tạo bọt, Centafeel là ít tạo bọt, dịu nhẹ nhất cho tất cả các loại da mụn nha các bạn, da nhạy cảm. Thì những da mà đang điều trị mụn luôn là sử dụng rất là tốt nha. Thì Ngọt có, shop Ngọt có hai loại, đó chính là size lớn và size nhỏ luôn nha các bạn, size đại này luôn. Thì size lớn là, để Ngọt coi nè, dung lượng là 591ml nha các bạn, và trị giá là 395.000 một chai. Đó. Thì những bạn nào mà thường xuyên xài Centafeel á các bạn, là các bạn muốn tiết kiệm thì nên sử dụng cái xài đi xài lại, nên sử dụng chai lớn nha. Còn bạn nào muốn thử thì nên dùng chai nhỏ trước. Đó. Rồi. Tư vấn tiếp nha. Rồi tiếp theo mà xin giới thiệu cho các bạn biết là dòng sản phẩm STE của Mỹ luôn nha các bạn. Hàng này hàng của Mỹ. Chị già chai này thì là 200ml tinh chất từ trà xanh. Đặc biệt chai này là có tính năng là kiềm dầu nhờn và dành riêng cho da nhạy cảm, da mụn nha các bạn. Hàng sữa rửa mặt đó, thì nếu mà bạn nào mà hay chú ý á, thì đa phần cái sản phẩm trị mụn thì nghiêng về trà xanh rất là nhiều nha các bạn. Sát khuẩn nữa rất là cao. Đó, một chai như thế này á thì Ngọt bán với giá là 355.000 nha các bạn. Hàng xách tay của Mỹ nha. Rồi tinh chất keo, mà cái bao bì này bao bì mẫu cũ nha các bạn. Rồi tiếp theo Ngọt xin giới thiệu cho các bạn Oil Cream Sinwax. Cái dòng này là Ngọt đọc gần giống thôi, chắc chắn là Ngọt sẽ không đọc chuẩn cái tên, cho nên các bạn thông cảm giúp Ngọt nha. Một chai như thế này, sữa rửa mặt Neutral Gena này thì là 269ml nha các bạn. 260 xài rất là lâu mới hết ấy. Thì cái sản phẩm này, cái bao bì giống y chang cái bao bì ST này, nó đều là nhựa trong nha các bạn. Thì những cái sản phẩm mà nhựa trong như này mình có thể nhìn được cái đông, nhìn được khi mà mình sử dụng á, mình nhìn được cái dung lượng mình xài như thế nào luôn nha các bạn. Đó, một chai này Ngọt bán hàng xách tay của Mỹ luôn, thì Ngọt bán là trị giá là 355.000 nha các bạn. Đây. Đó, cái chai này là nó dạng nhựa trong, và khi mà mình, cái hàng này hàng xịn nha các bạn này, nhìn rõ này, cái chữ này ở đây là chữ nổi nha các bạn. Khi mình rò nên nó vân tay mình, nó sẽ là dạng chữ nổi nha các bạn. Rồi. Đó. Tinh chất của cái chai này thì nghiêng về tinh chất trái cam này. Tinh chất về trái cam nha. Tinh chất về cam á các bạn, Ngọt nếu không lầm là tinh chất về cam nha các bạn. Rồi, dung lượng là 3. Còn bán với giá là 355.000. Rồi, tiếp theo. Tất cả những cái sản phẩm này thì Ngọt đã up lên trên Facebook trang của Ngọt rồi. Và bạn nào mà muốn chi tiết hơn thì các bạn cứ bấm vô trong Facebook Trần Thị Bích Ngọt của Ngọt để coi cái thành phần và cái công dụng và cách sử dụng luôn kỹ hơn nha các bạn. Rồi, Ngọt xin giới thiệu cho các bạn biết cái sản phẩm tiếp theo dành cho da mụn, đó chính là Super Chóc. Cái dòng này thì Ngọt nghĩ là có bạn, rất là nhiều bạn biết tới rồi. Nó cái độ hot, nó rất là hot nha các bạn. Thì cái sản phẩm này có tới 3 hương, nhưng mà hiện tại shop Ngọt bán hết một hương rồi. Thì Ngọt còn lại hai hương, hương đầu tiên Ngọt đang cầm trên tay là tinh chất từ cà chua và lựu đỏ nha các bạn. Có tinh chất dâu tây trong này nữa nha các bạn. Đó, cà chua, lựu đỏ, dâu tây, có cả thành phần rau củ quả trong này luôn. Cà rốt nữa nha các bạn. Thì sản phẩm này nghiêng về dành cho các bạn da nhạy cảm, và đặc biệt những cái bạn là da bị mụn. Và cái sản phẩm này nó có tính năng là đào thải độc tố ra ngoài khi mà mình sử dụng nó.
nó sùi lên đó, nó sùi bọt lên luôn nha các bạn, nó giống như bông tuyết vậy đó. Và nó có ba tác động luôn, ba tác dụng luôn, ba trong một nha các bạn. Đó chính là tác dụng đầu tiên là làm sạch rửa mặt, làm sạch này, bước tẩy trang này, và cuối cùng là cái bước đào thải độc tố ra ngoài nha các bạn. Đó, đây một chai như thế này dung lượng để Ngọt coi nha. Một chai này Ngọt đây 300ml nha các bạn. Một chai này dung lượng là 300ml, xài rất là lâu mới hết. Và bên tại shop Ngọt của bán là 335.000 một chai nha các bạn. Rồi tiếp theo cái chai này thì có tinh chất từ chanh và rau củ quả, cải, cần tây này, rau củ quả bông cải này, có rất nhiều loại rau củ quả luôn nha các bạn. Thì Ngọt để kê ra một số thôi. Và sản phẩm mà Ngọt đang cầm trên tay thì nghiêng về dây da nhạy cảm, dịu nhẹ, làm da cung cấp độ ẩm vừa đủ cho da. Và đặc biệt cũng giống như chai đầu tiên thì là nó có ba chức năng, đó chính là rửa sạch mặt và tẩy trang, đồng thời là đào thải độc tố ra ngoài luôn nha các bạn. Đó, rất là tốt. Một chai này cũng 300ml luôn, trị giá 335.000 luôn nha các bạn. Rồi Ngọt nói có nhanh quá không các bạn. Rồi tiếp theo là đây cái này thì chắc Ngọt phải cầm hai cái luôn so sánh nha các bạn. Tại vì một cái là phiên bản đời đầu và một cái là phiên bản 2019 nha các bạn. Đây sản phẩm Ngọt đang cầm trên tay là sữa rửa mặt nghiêng về trị mụn đậu đen, mụn cám, mụn đậu đen nha các bạn. Đó, nghiêng về trị mụn đậu cám, mụn đậu đen. Tất cả các sản phẩm ngày hôm nay Ngọt nghiêng về trị mụn nha các bạn, sữa rửa mặt. Một tip như này Ngọt bán là 225.000, tinh chất từ cho núi lửa, tinh chất từ cho núi lửa nha các bạn, là nghiêng về trị mụn đậu đen. Sữa rửa mặt này có cái thành phần là khi mà mình sử dụng là có cái màu màu trắng đục nha các bạn. Đây, một tip như thế này là 150ml nha các bạn. Đây, đây là cái mặt sau nha các bạn. Đây nữa này. Hai sản phẩm này đều giống nhau, chỉ khác phiên bản về bao bì thôi nha các bạn. Hàng chính hãng thật 100% nha. Rồi, tiếp theo cũng của Innisfree luôn nha các bạn. Hàng Innisfree là của Hàn Quốc. Và một tip như vậy, dung lượng là 150ml. Và cái phiên bản còn đang cầm trên tay là phiên bản mới 2019, tinh chất từ trà xanh, dịu nhẹ, kìm dầu nhờn cho các bạn da nhạy cảm, da mụn luôn nha các bạn. Đó, đây. Rồi, tip cuối cùng của thương hiệu Innisfree này các bạn ơi, thì cái sản phẩm tip này nè, cái dạng là thon gọn hơn nhưng mà cái chiều cao nó sẽ cao hơn. Và cũng cùng dung lượng luôn là 150ml, tinh chất từ hạt baji, rồi có cả tinh chất từ trà xanh nữa nha các bạn. Sản phẩm Ngọt đang cầm trên tay là nghiêng trị mụn, cám, mụn đậu đen, rồi mụn nghiêng về những bạn mà mụn nặng hơn một chút xíu nha các bạn. Thì các bạn nào mà da bị mụn đó, da nhạy cảm, mụn dầu nhờn đó, thì nên để ý cái sản phẩm này nha. Rồi hàng chính hãng và giá là rẻ hơn cái kia 10.000, 215.000 một tip nha các bạn. Rồi cái sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay Ngọc muốn giới thiệu đó chính là sữa rửa mặt Simple, tinh chất từ trà xanh, nhưng mà cái sản phẩm Ngọc đang cầm trên tay là tinh chất sữa nha các bạn, nghiêng về vitamin B5, vitamin E nha các bạn. Đó, các bạn da nhạy cảm, da mụn xài rất là ok, cái gì mà liên quan trà xanh thì rất là tốt nha các bạn. Từ nãy tới giờ là Ngọt giới thiệu cho các bạn biết những cái sản phẩm sữa rửa mặt tại shop Ngọt. Ngọt còn thêm những cái loại sữa rửa mặt khác nhưng mà nghiêng về trắng da và da thường. Còn cái này ngày hôm nay Ngọt sẽ làm riêng một cái clip về dành cho da mụn. Nếu các bạn thấy những cái thông tin của Ngọt bổ ích thì để sử dụng cho bản thân thì các bạn có thể bấm vào subscribe, đăng ký kênh của Ngọt là Ngọt Vlog nha các bạn, để lần sau mình sẽ theo dõi những cái clip khác nói về mỹ phẩm nhiều hơn. Rồi các bạn, xin Ngọt xin cảm ơn các bạn đã hôm nay đã coi clip của Ngọt. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn một clip khác. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.